Ok, hello anh em. Để giữ lời hứa với anh em thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em sờ nắp hai khẩu tiện như tuyển thủ nhà anh em. Còn anh em làm được hay không là chuyện của anh em nha, tôi không chắc. Thì để dễ hiểu hơn thì tôi sẽ chỉ anh em tỉa theo setting của tôi. Anh em phải sử dụng cơ bản là mấy thứ này, anh em nghe cho kỹ nha. Thứ nhất là cái bảng súng nè. Thứ hai là nút nhắm và nút bắn bên trái. Riêng nút bắn và nút nhắm anh em phải để ở phía bên tay trái mới làm được nha. Theo tôi thấy dễ thì anh em nên chơi được 3 ngón luôn thì càng tốt. Còn 2 ngón thì vẫn được nhưng mà có thể nó sẽ bị chậm hơn một chút anh em à. Thao tác đầu tiên đó chính là đổi súng anh em à. Anh em ấn vào cái vị trí này để thực hiện thao tác đổi hai khẩu súng tiền nha. Tiếp theo anh em kết hợp việc rút súng và mở ống nhắm ở phía bên trái. Cứ rút súng mở nhắm, rút súng mở nhắm. Ok chưa anh em? Giờ thì anh em kết hợp thêm nút bắn nữa. Lặp lại các thao tác. Rút súng mở nhắm, rồi bắn nút bắn bên trái. Rút súng mở nhắm rồi bắn nút bắn bên trái. Anh em lưu ý giúp mình là khi anh em rút súng mở nhắm rồi thì anh em đừng có bắn vội nha. Anh em phải đợi một nhịp tầm 1 giây rồi anh em mới ấn nút bắn nha. Nếu anh em ấn nút bắn nhanh quá hoặc thao tác anh em lặp lại bị khựng, không được điều tay thì có thể súng của anh em sẽ bị kẹt đạn ấy anh em à. Rồi hướng dẫn anh em nhiều đó thôi, còn bây giờ thì của anh em là 50k. Rồi bây giờ thì anh em theo chân tôi vào map lớn đấu danh đi áp dụng công thức luôn cho nó đẳng cấp nhà anh em. Nãy lụm hai cây tỉa tính trèo lên cao bút bẩn mà xuôi cái tôi bắn bệ phóng nó rớt cái bịch xuống đất luôn anh em mà đen vãi cả trường. Đấy anh em thấy nó mượt chưa anh em? Tôi chỉ cách cho anh em vậy nó mượt như tôi thì được. Nhưng mà bắn trúng hay không là do trình của anh em đó nha. Cái đó thì tôi không có hướng dẫn được đâu. Nãy cưỡi xe đi qua phía đó địch đông má ơi luôn anh em à. Trong khi tôi cầm hai tỉa nữa. Lái xe một tay luôn còn một tay niệm Phật mới dô tới công trình nè vãi cả trường luôn. Cũng hên là công trình không có ai anh em à. Nên tôi chiếm luôn cái công trình này bắn ra anh em à. Khổ cái trận này nhặt được hai tỉa rồi thì map cũng còn có mấy người nên cũng không bắn rực nhiều anh em à. Tỉa xuyên keo rồi mà còn ai zit của tôi ở đây nữa thì phải nói là cực kỳ khó chịu luôn anh em à. Vào bo cuối rồi anh em mà cầm tỉa anh em nào mà bị tâm lý thì xác định bắn không có trúng đâu. Nhưng mà cũng hên tôi không có bị tâm lý. Này chắc là do kỹ năng thôi anh em đừng có hiểu lầm. Okay. Này thì lúc này hé, cầm tỉa này khoái nhất là hai cái anh em biết gì không? Thứ nhất đó là mấy cha đặt keo vòng nè. Thứ hai là mấy đứa dùng bộ không? Tỉa mà gặp mấy pha này ta nói nó phê thì thôi luôn anh em à. Nếu mà tôi không lé thì hình như tôi thấy có cha nội nào ở trên nhà này thì phải anh em à. Để tôi trèo dô dồn thử là biết liền á mà. Á đù có thiệt anh em à, thôi thấy bà nội rồi. Mà là thấy bà nội thằng địch đó anh em mà đúng là haki quan sát nhìn xuyên cả bom keo luôn quá là ghê. Á đồng đội dĩ thằng khứa nào chạy qua để tôi KS ha, có cái nịt. Ý tôi là để tôi hỗ trợ sợ nó bắn nốc đồng đội tôi thôi anh em à. Á đủ trên nắp nhà có một khứa nữa nè anh em à. Kiểu này phải là của thầy thằng nào KS làm chó nha he. Khứa này nghĩ trốn trên nắp nhà là có thể trốn được họng súng của tôi hay sao đó anh em à. Nhưng mà tôi hành động bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi nguy hiểm. Bất động sản, chứng khoán, marketing online và trở thành channel chuyên nghiệp. Tôi xứng đáng mọi người ủng hộ tôi. Bởi vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi. Và tôi không vượt qua những khó khăn và nỗi sợ hãi đó. Tôi tin bạn. Tôi biết là video của tôi 5 phút thì ngắn quá chưa đủ làm anh em lên đỉnh đúng không? Thì ok để tôi nhảy vùng xanh làm thêm một trận tiền nữa cho anh em tâm phục khẩu phục. Bắn tùm lum luôn nói thế cho nó nhanh.
Bộ đội nó vãi cả trường thiệt á chớ, tưởng đâu chân mới chạm đất thôi là đã ra sảnh loại ngay vòng gửi xe rồi anh em à. Cũng hên nhận được cái kỹ năng chở Zono không là nằm chẹp bẹp cho nó bắn tùm lum luôn rồi. Mày dám bắn lén tao thì đời mày tan rồi đó con bót à, mày xong rồi. Còn một miếng máu tôi nhường đồng đội kết liễu thôi anh em à, chứ nó chạy vào nhà rồi có muốn bắn thì cũng có bắn được đéo đâu. Vùng xanh mà không có tỉa thì gà rán coi chừng mì tôm tháng này không có tôm đó nha. Đừng đùa với chủ tịch tập đoàn Phở Z-Fi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Mẹ ảo thật đấy! Cái này người ta gọi là Dương Đông Kích Tây trong truyền thuyết đó anh em à. Trình độ như anh em thì có thể không hiểu được chiến thuật này đâu. Hay người ta còn gọi là ăn rùa. Chó ngáp phải rùi đó, nói thế cho nó nhanh. Á đủ vai o thằng nào ở dưới chui lên bắn nóc mịa đồng đội tôi luôn rồi anh em mà, nguy hiểm ghê ông nội. Cho gòn mà bắn không lại BB-19 luôn kìa anh em biết tại sao không? Tại tôi có chính chứ còn gì nữa. Cái nghĩa địa này còn đông lắm anh em à. Tôi phải xử lý hết mấy khứa này rồi mới đi tìm tiền được anh em chờ tôi một chút nha. Tính ra cũng không có đông mấy anh em mà, tôi lộm được 2 cây tỉa luôn rồi nè. Bây giờ thì bay thẳng vào bo tìm đối thủ luôn cho nó chất anh em ơi. Phát hiện dưới này có một đống keo luôn nè anh em mà. Cầm tỉa mà đừng góc này thì cứ gói là thời tới cản không kịp luôn anh em mà. Cái đuôi bầu nó ăn cái méo gì mà trâu giữ thần vậy anh em, vãi cả trường thiệt á chớ. Ối rồi ối mạng lát qua anh em mà, hình như cá mập cắn cắp nhà tôi hay gì rồi anh em à. Đấy nói thì anh em không tin chứ pha nào mà tôi bắn trúng địch thì pha đó mạng tôi ổn địch đó anh em à. Còn pha nào bắn hụt thì tôi đổ thừa cho mạng lát. Mày hả mày, lạng lách cho cố dô, đù mà nó lạng lách tôi bắn có trúng béo đâu. Xong nó chống mặt nó xỉu luôn anh em mà, cái tôi gạc thế là có một kiêu quá đơn giản luôn. Việc cần làm của thần đồng bắn tỉa bây giờ chỉ là lút đồ thôi anh em à. Thằng nào lộ vị trí hay có ý định bắn lén thì cho nó lên bảng luôn, nói thế cho nó nhanh. Không sao game đồng đội mà lo gì anh em. Khu đó ít người quá nên tôi cố tình ngòm để qua khu khác kiếm kill thôi, chứ không phải bị nó bắn lén rồi ngụm đâu anh em, không hiểu ý tôi rồi. Mấy con boss ở tháp đồng hồ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Thôi thấy mịa nó đông như tổ ong luôn anh em mà. Úm ba la xì bùa ổ dê, không ai thấy tao không ai thấy tao anh lô. Áp dụng công thức người thứ ba nè, xem mà học hỏi. Đấy thấy chưa, game toàn á đù, em xin lỗi đại ca, thôi thí mẹ chuẩn bị cụ ra đi chân lạnh toát rồi anh em à. Méo còn máu để bơm luôn nó mới gọi là cay đó mà. Cũng hên có tối thần kỳ ở bên mình. Đợi con hổ bơm máu xong thì tụi mày tới công chuyện. Đào săn mỗi đứa một cái lỗ đi, nói thế cho nó nhanh. Con bot này mày âm mưu gì đấy? Có đồng đội hỗ trợ mà lo gì? 2-1 thì không chột cũ. Ấy ra người anh em mời cứu tôi SOS. Pha đó cầm cây súng lõ quá nên mới thua ấy, chứ người như tôi kỹ năng thượng thừa này thì làm sao mà thua được. Rồi có M79 rồi xin một cái tuổi luôn mấy con. Rất là cái đấy, anh đã quay trở lại rồi đây, xin nhẹ cái địa chỉ đi mấy thằng nhóc lo chắp. Đặc cầu.